Nga điều thêm quân tới Kharkiv không kích ồ ạt bằng UAV và tên lửa. Nga đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Ukraine bằng tên lửa hành trình UAV và tên lửa đạn đạo. Không quân Ukraine cho hay ngày 30 tháng 5, trong khi người đứng đầu lực lượng này cho biết Nga đang tăng cường tập hợp binh lính ở khu vực Kharkiv, nơi các lực lượng của Moscow đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc tấn công mùa xuân. Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine cho biết các xuồng không người lái đã phá hủy hai tàu tuần tra KS-701 của Nga ở Biển Đen, ngoài khơi bán đảo Crimea. Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin này. Không quân Ukraine cũng cho biết các cuộc tấn công vào ban đêm của Nga được tiến hành với 8 tên lửa đạn đạo S-300, 11 tên lửa hành trình và 32 UAV Shahid. Tất cả UAV và 7 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ. Không quân Ukraine cho hay, song không cung cấp thêm thông tin. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 30 tháng 5 cho biết trên Facebook rằng Nga đang điều động quân đội từ các khu vực khác ở Ukraine tới Kharkiv để bổ sung lực lượng cho hai điểm giao tranh chính là thị trấn Volchansk và Lipsty. Theo ông Syrsky, Ukraine cũng đang điều động lực lượng dự bị tới khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất trên biển Azov. Sự trì hoãn hỗ trợ quân sự của Mỹ và việc sản xuất quân sự không đủ của Tây Âu trong thời gian dài đã làm chậm các đợt vận chuyển quan trọng tới chiến trường Ukraine, và Nga đã khai thác điều này để đạt được những bước tiến ở khu vực Kharkiv. Nga ném bom và tấn công tên lửa dữ dội vào các vị trí quân sự Ukraine cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, bao gồm cả lưới điện. Ngày 29 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính sách của Mỹ về việc Ukraine triển khai các vũ khí do Washington sản xuất như thế nào đang liên tục thay đổi. Mặc dù các quan chức Mỹ khẳng định không có lệnh cấm chính thức, nhưng từ lâu họ đã tuyên bố rõ ràng rằng việc sử dụng các vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể khiến căng thẳng leo thang. Mới đây, Politico dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ khu vực gần Kharkiv. Điều này sẽ giúp Ukraine bảo vệ thành phố lớn thứ hai của nước này. Kiev bị tấn công tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cập nhật tình hình vùng Kharkiv. Theo hãng tin Reuters, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 31 tháng 5, phá hủy một cơ sở điện và gây hư hỏng cho lưới điện ở quận Holosivitsky của Kiev. Trên ứng dụng Telegram, không quân Ukraine cũng xác nhận Nga đã tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và các máy bay không người lái drone. Ông Serhiy Popko, quan chức cấp cao ở Kiev, cho biết tất cả mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt trong quá trình chúng tiếp cận thành phố này. Các thông tin ban đầu cho thấy không có người bị thương, nhưng các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống và làm hư hỏng lưới điện. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cập nhật điện đã được khôi phục ở hầu hết các tòa nhà bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bằng cách sử dụng các nguồn dự phòng. Theo hãng tin Reuters, Nga đang tăng cường các cuộc không kích và tấn công trên bộ ở Ukraine khi Moscow tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ ở phía đông và đông bắc Ukraine. Không quân Ukraine cho biết Nga cũng đã tấn công thành phố Kharkiv, vùng Kharkiv, qua đêm bằng 5 tên lửa. Lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ các drone tấn công trên bầu trời vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Trong diễn biến đáng chú ý ở Kharkiv, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Bolosov ngày 31 tháng 5 nói rằng các lực lượng Ukraine đã rút lui từ 8 đến 9 km tại các khu vực quan trọng ở vùng Kharkiv. Ông Bolosov cho biết thêm các lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 28 khu định cư ở Ukraine trong tháng 5 và chiếm được các khu vực với tổng diện tích 880 km2 tính từ đầu năm đến nay. Ukraine chưa lên tiếng về thông tin của ông Bolosov. Liên quân Mỹ-Anh không kích nhiều mục tiêu của Houthi ở Yemen. Kênh truyền hình Al Mashira của Houthi đưa tin, ngày 31 tháng 5, Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen. Theo kênh Al Mashira, các cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà phát thanh ở quận Al-Hok thuộc thành phố Hodeidah và cảng Salib. Kênh này cho biết các cuộc tấn công đã khiến 16 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, song con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Quân đội Mỹ và Anh cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng này tiếp tục làm gián đoạn hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng liên quân đã không kích tổng cộng 13 địa điểm do Houthi kiểm soát. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chiến dịch chung này nhắm mục tiêu vào 3 địa điểm ở thành phố cảng Hodeidah, những nơi được cho là chứa thiết bị không người lái và vũ khí đất đối không của Houthi. Houthi đã liên tục sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công các tàu thương mại trên tuyến vận chuyển quan trọng qua các kênh thuộc Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm ngoái, để thể hiện sự ủng hộ của lực lượng này đối với người Palestine trong cuộc xung đột tại dải Gaza. Đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành chiến dịch quân sự chung nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Trung Quốc phủ phàng cự tuyệt đề nghị của Tổng thống Zelensky, nổi giận vì bị phương Tây ép giải quyết xung đột Ukraine. Theo News, Trung Quốc đã xác nhận sẽ không tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai vào giữa tháng 6. Phía Trung Quốc đưa ra lý do từ chối lời mời là vì các điều kiện để Bắc Kinh tham dự hội nghị không được đáp ứng. Trong đó, Nga không được mời, Reuters đưa tin ngày 31 tháng 5. Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng hội nghị hòa bình về Ukraine ở Thụy Sĩ chưa đáp ứng các điều kiện bao gồm hội nghị phải được cả Moscow và Kiev công nhận, đồng thời cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất. Chính quyền Thụy Sĩ có kế hoạch triệu tập một hội nghị hòa bình Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock vào ngày 15-16 tháng 6. Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ trước đó thông báo rằng Bern đã mời hơn 160 phái đoàn đến tham dự sự kiện này, bao gồm cả các nước G7, G20 và BRICS. Chính quyền Thụy Sĩ cho biết Nga không được mời. Ngày 26 tháng 5, theo tờ Telegraph, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời mời và hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Tôi kêu gọi các lãnh đạo thế giới đang đứng ngoài nỗ lực toàn cầu, gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hãy ủng hộ hội nghị thượng đỉnh hòa bình bằng cách thể hiện sự lãnh đạo toàn cầu và tham gia sự kiện, ông Zelensky tuyên bố. Tại thời điểm đó, ông Zelensky cho biết hơn 80 quốc gia xác nhận lãnh đạo của họ sẽ đến tham dự hội nghị. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS Nga dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ không tham gia hội nghị. Bình luận về sự kiện này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12 tháng 4 lưu ý rằng hội nghị này là vô nghĩa và Moscow không nhận thấy phương Tây sẵn sàng đối thoại trung thực. Trong một động thái liên quan, trả lời phỏng vấn trên The Paper, một hãng tin nhà nước có trụ sở ở Thượng Hải mới đây, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Âu Wu Hongbo đã cáo buộc phương Tây không công bằng khi bắt Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm giải quyết xung đột Ukraine. Bảo vệ mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Nga, ông Wu tuyên bố rằng Bắc Kinh vốn không phải là bên thúc đẩy hay lợi dụng cuộc chiến Ukraine. Vì thế thật bất công khi phương Tây gây áp lực ép buộc nước này chịu trách nhiệm. SCMP đưa tin ngày 31 tháng 5. Ông Wu Hongbo cũng lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời ca ngợi cam kết của Liên minh châu Âu về sự độc lập chiến lược trong bối cảnh áp lực phải chọn phe. Nếu bị kết án, ông Trump có thể tranh cử Tổng thống Mỹ không? Tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 là một trong những vấn đề được quan tâm nhất sau khi ông Donald Trump bị bồi thẩm đoàn quyết định có tội với 34 trọng tội hình sự. Theo đài CNN, Hiến pháp Mỹ chỉ ra 3 yêu cầu đối với các ứng cử viên Tổng thống có tư cách công dân bẩm sinh, ít nhất 35 tuổi, sống ở Mỹ ít nhất 14 năm. Có một tiêu chí khác từng được đặt ra trong tu chính án thứ 14, trong đó tuyên bố rằng không ai trước đây đã tuyên thệ nhậm chức và tham gia nổi dậy có thể là người đứng đầu nước Mỹ. Nhưng Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết vào đầu năm nay rằng Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua một đạo luật đặc biệt viện dẫn lệnh cấm này. Điều này không xảy ra sớm. Thẩm phán Juan Mecan đã lên lịch tuyên án Trump vào ngày 11 tháng 7, tức là 4 ngày trước khi bắt đầu đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa. Ông Trump dự kiến chính thức trở thành ứng viên của đảng này, tham gia vào đường đua Nhà Trắng tại hội nghị nói trên. Về khả năng ông Trump bị kết án tù, điều đó có thể là về mặt kỹ thuật, dù có lẽ khó xảy ra đối với người phạm tội lần đầu. Nhà phân tích pháp lý cấp cao của CNN, Ellie Holling cho biết, hầu hết các tội danh mà ông Trump bị kết án thuộc loại E, loại trọng tội ít nghiêm trọng nhất ở thành phố New York. Trọng tội E đều dẫn đến các bản án không phải tù giam, mà thường là sự kết hợp giữa quản chế, phạt tiền và phục vụ cộng đồng. Trong khi đó, Giám đốc truyền thông của Sở Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết, Với tư cách là một cựu tổng thống, ông Trump được hưởng sự bảo vệ trọn đời của mật vụ và ông sẽ tiếp tục nhận được sự bảo vệ dù ở bất cứ đâu. Kết quả ngày hôm nay không ảnh hưởng gì đến cách thức mà cơ quan mật vụ Mỹ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của mình. Các biện pháp an ninh của chúng tôi sẽ không thay đổi, ông Guglielmi nói. Cũng đã có tiền lệ về các chiến dịch tranh cử tổng thống, mặc dù không thành công, được tổ chức từ phòng giam. Đó là ông Julian Zep, nhà lãnh đạo đảng xã hội đầu thế kỷ 20. Đây là người đã tiến hành chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1920 từ nhà tù liên bang ở Atlanta. Khi đó, ông Zep đang thụ án 10 năm vì tội xúi dục nổi loạn. Ông đã khuyến khích người Mỹ phản đối chế độ quân dịch trong Thế chiến thứ nhất. Theo CNN, việc ông Trump có bị kết án tù có thời hạn hay không và liệu ông có mãn hạn tù trước thời điểm bầu cử hay không có thể liên quan đến việc ông có được phép bỏ phiếu không. Cựu tổng thống hiện là cư dân Florida. Các cử tri Florida vào năm 2018 đã ủng hộ áp đảo một cuộc trưng cầu dân ý để tái trao quyền cho những người phạm tội bị kết án. Các nhà lập án đảng Cộng hòa kiểm soát chính quyền bang này cũng đã tuyên bố những đối tượng trên sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu nếu trả tất cả các khoản phạt và phí liên quan đến bản án của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.